Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 14 vẫn chờ trường hợp đặc biệt. Hội nghị Trung ương lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vừa khai mạc ở Hà Nội hôm 14 tháng 12 năm 2020 với một nội dung quan trọng là giới thiệu nhân sự cao cấp ứng cử vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng này tại Đại hội 13 dự kiến nhóm họp vào đầu năm tới. Từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị của Việt Nam, đưa ra một số bình luận và quan sát của mình với đài BBC tại London về thực chất của hội nghị lần này như sau. Theo quy trình, Hội nghị Trung ương 14 lần này sẽ bàn nhiều về vấn đề, trong đó có vấn đề chủ chốt là nhân sự cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhiệm kỳ tới. Đây là một bước quan trọng để bước tiếp và là xác định trường hợp đặc biệt, có bao nhiêu trường hợp và những trường hợp nào, và qua đó có thể xác định được ứng cử viên cho 4 vị trí tứ trụ. Nên kết quả của Hội nghị 14 lần này sẽ có tính chất quan trọng đối với công tác nhân sự của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Về các phương án nhân sự cấp cao liên quan đến điều mà một số ý kiến trong dư luận và giới quan sát thời sự chính trị Việt Nam gọi là những cuộc đua song mã, tam mã hay tứ mã, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhắc lại việc xem xét các trường hợp đặc biệt như sau. Cái này chúng ta cũng phải chờ xem, bởi vì theo quy trình người ta sẽ phải xem xét hết cả những ứng viên. Trước tiên là các ứng viên còn ở lại trong đủ tuổi, tiêu chuẩn, sau đó mới xét tới các trường hợp đặc biệt. Và lúc xét tới trường hợp đặc biệt cũng sẽ phải cân nhắc là sẽ có bao nhiêu trường hợp được đặc biệt và sau đấy xác định đó là những ứng viên cụ thể nào, do hiện tại Hội nghị Trung ương chưa kết thúc nên chúng ta chưa thể biết được, nhưng có thể nói đây là những quyết định rất quan trọng và nó sẽ định hình dàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong thời gian giai đoạn tiếp theo. Trường hợp đặc biệt và những phương án được đưa ra sẽ như thế nào? Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho hay, ông được biết trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn có nhiều tranh luận và các ý kiến về các phương án nhân sự cấp cao khác nhau, và do đó ông cho rằng thông tin từ Hội nghị Trung ương lần này sẽ giúp giải tỏa thêm phần nào câu hỏi đặt ra từ đó, đặc biệt liên quan đến các trường hợp đặc biệt. Hiện còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ trong suốt thời gian vừa qua mà chưa được biết, và rõ ràng nhất chúng ta đến bây giờ sẽ có trường hợp đặc biệt. Nhưng theo tôi, ông nói, hiểu thì sẽ vẫn có những phương án khác nhau, và bây giờ câu hỏi quan trọng là xác định trước tiên có bao nhiêu trường hợp đặc biệt. Theo về nguyên tắc, đáng lẽ ra trong trường hợp đặc biệt chỉ dành cho các vị trí Tổng Bí thư như chúng ta đã thấy, như trong nhiệm kỳ Đại hội 12 vừa rồi. Ông Nguyễn Phú Trọng đã được xác định là trường hợp đặc biệt và không có trường hợp đặc biệt nào khác ngoài ông Trọng cả. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện hôm 14 tháng 11 tại Hà Nội với bước đi khập khiễng, phải có người dìu. Tuy nhiên, ở kỳ lần này lại có nhiều ý kiến khác nhau, tại vì vị trí Tổng Bí thư được cho là dành cho ông Trần Quốc Vượng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng có thể có những ứng cử viên khác mà có thể có sự cạnh tranh cho vị trí này. Ngoài ra, cũng có ý kiến nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng có thể là người đang cần thiết cho dàn lãnh đạo của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, và vị trí Tổng Bí thư có thể ông Trọng không thể ở lại tại vì ông đã hai nhiệm kỳ liên tiếp rồi. Nhưng ông giữ chức Chủ tịch nước là nhiệm kỳ đầu tiên, vậy nên về mặt nguyên tắc, ông vẫn đủ điều kiện về một số lượng nhiệm kỳ để có thể tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước, và trong trường hợp ông Trọng được coi là trường hợp ngoại lệ về mặt độ tuổi thì ông vẫn có thể nắm giữ tiếp vị trí này. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, tiếp sau hai trường hợp được nhắc đến ở trên là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đương kim Thủ tướng của Chính phủ Việt Nam được cho là đang có trường hợp thứ ba có thể được xem xét ngoại lệ và đặc biệt. Trường hợp thứ ba là ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc năm nay mới 66 tuổi và cũng mới nắm vị trí Thủ tướng một nhiệm kỳ. Do đó, ông cũng đủ điều kiện để xem xét là trường hợp đặc biệt, bởi vì ông vẫn còn sung sức và ông đã thể hiện khá tốt vừa rồi trong cương vị Thủ tướng ở nhiệm kỳ hiện nay. Vậy có hai trường hợp là nếu ông không được xem xét vị trí Tổng Bí thư thì ông có thể được xem xét cho vị trí Chủ tịch nước, hoặc ông có thể ở lại thêm một nhiệm kỳ trong cương vị là Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do đã quá 65 tuổi, nếu ông muốn được đề cử vào những vị trí ấy, ông phải được xem xét là trường hợp đặc biệt. Vì vậy, có thể thấy là trong các trường hợp có thể xem xét
là trường hợp đặc biệt thì có tới 3 trường hợp như vậy. Tuy nhiên, cũng có nhiều lý do cho rằng nếu như thế thì không có sự đổi mới về lãnh đạo cũng như là sự ý nghĩa của trường hợp đặc biệt sẽ không còn như trước đây nữa. Bởi vì nếu nhiều trường hợp đặc biệt quá, bản thân trường hợp ấy sẽ không còn được gọi là đặc biệt nữa, do đó mà vẫn còn có những tranh luận, những đề xuất khác nhau và chúng ta cũng cần xem xét kết quả cuối cùng như thế nào. Đây là hình ảnh những khuôn mặt sáng giá trong Bộ Chính trị vẫn còn đủ tuổi. Nhưng tôi hy vọng là trong Hội nghị Trung ương 14 lần này, bức tranh cũng như hình dung về dàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Việt Nam với tứ trụ trong nhiệm kỳ mới sẽ trở nên rõ ràng hơn. Những gương mặt mới và ứng viên mới cho tứ trụ sẽ gồm những ai cũng là điều dư luận bức xúc đặt câu hỏi. Khi được hỏi về những gương mặt mới có thể xuất hiện hay được bổ sung trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ tới đây, tại Đại hội 13 của Đảng này, nhà phân tích chính trị Việt Nam, đồng thời là chuyên gia về giao ban kinh tế từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á từ Singapore nói tiếp như sau. Tới thời điểm này, tôi cho biết có khoảng hơn 20, chính xác là hơn 25 đến 26 hoặc 30 ứng cử viên cho Bộ Chính trị cũng như là Ban Bí thư. Do đó, họ sẽ phải cân nhắc xem gương mặt nào xứng đáng nhất. Hiện vẫn còn nhiều thông tin khác nhau. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, theo thông lệ, các bí thư, thành viên Ban Bí thư mà chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị sẽ là những ứng cử viên hàng đầu cho Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới. Và chúng ta đã biết, trong diện này có khoảng 6 đến 7 người như thế. Ngoài ra, cũng có những vị trí khác trong chính phủ, trong các cơ quan đảng, các bộ, ngành hay là lãnh đạo các địa phương mà vẫn có sự tín nhiệm để có thể được đề cử vào Bộ Chính trị. Cũng như là Ban Bí thư nhiệm kỳ mới cũng có thể. Tuy nhiên, ông nói tiếp, tôi cũng chưa có thông tin cuối cùng nên chưa thể bình luận và các ứng cử viên cụ thể đó được. Cũng theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, tại Đại hội 13 tới đây, các ứng cử viên cấp cao nhất sẽ được chọn ra và điền đầy vào cơ cấu quyền lực lãnh đạo vẫn được gọi là tứ trụ và ông được đưa ra các bình luận mang tính dự đoán tiếp theo về ứng viên trong 4 vị trí lãnh đạo quyền lực nhất này. Ông nói tiếp, theo tôi, kịch bản về tứ trụ thì là rõ ràng có nhiều khả năng nhất và hiện tại hầu như không ai nói tới kịch bản về tam trụ cả. Đây là hình ảnh 3 nhân vật trong tam trụ hiện nay. Còn về cụ thể ai sẽ được giao cho vị trí nào như trên đã nói, vấn đề cốt lõi bây giờ là phải xác định được có bao nhiêu trường hợp đặc biệt và những trường hợp đó là ai, và hai vấn đề này hiện chưa được làm rõ. Còn về vấn đề được hỏi là nếu có hơn một trường hợp đặc biệt thì thời gian lưu lại là bao lâu, một phần hay toàn bộ nhiệm kỳ, thì như ông đã phân tích, nếu ông Nguyễn Phú Trọng ở lại, khả năng sẽ là ông có thể ở lại tiếp tục ở vị trí chủ tịch nước. Còn vị trí tổng bí thư, tôi tin rằng ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư sẽ là ứng cử viên khả dĩ nhất. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc, như đã đề cập, là có khả năng một là ông sẽ lên làm chủ tịch nước, hai là ông sẽ vẫn giữ tiếp tục vị trí thủ tướng chính phủ, và thứ ba, trong trường hợp ông không được xem xét là trường hợp đặc biệt, thì ông sẽ phải về hưu. Đó chính là 3 kịch bản dành cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Và không nhắc tới trường hợp của ông Ủy viên Bộ Chính trị đương kim Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, như khi được hỏi ai có thể là ứng cử viên sáng giá và khả dĩ nhất đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ tới đây ở Đại hội 13. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói tiếp, về mặt Quốc hội, theo tôi khả năng là bà Trương Thị Mai sẽ là ứng cử viên khả dĩ nhất cho vị trí này. Có gì mới trong cách làm, nhân sự và đường lối, câu hỏi cũng được đưa ra. Ở phần cuối cuộc trao đổi hôm thứ Hai ngày 14 với đài BBC tiếng Việt, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nêu nhận xét từ quan điểm riêng của ông về cách làm nhân sự và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam tới nay, chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản và bình luận xem liệu có gì đổi mới hay không. Ông nói tiếp như sau. Theo tôi, quy trình về làm nhân sự đã được Đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định qua các nhiệm kỳ khác nhau bằng việc đưa ra các tiêu chuẩn cho các chức danh, các vị trí. Rồi quy trình cũng đã được làm khá chặt chẽ từng bước theo lớp lang để có thể chọn ra được những ứng cử viên phù hợp nhất, có năng lực nhất, đầy đủ phẩm chất để đảm nhiệm được những công việc, các trọng trách được giao. Ông nói tiếp, theo tôi, về mặt quy trình thì đã có sự chuẩn hóa, tuy nhiên vẫn có thể có những cái mà các quy định không thể bao quát hết tới như là những trường hợp đặc biệt, mà bây giờ chúng ta vẫn còn phải chờ xem các trường hợp ấy sẽ được lựa chọn, được xác định cụ thể như thế nào. Tôi thấy rằng năm nay và kỳ này hơi khác, đặc biệt ở các năm trước, đó là các ứng cử viên không có sự thực sự áp đảo so với các ủy viên còn lại và các trường hợp đặc biệt có thể nhiều hơn một trường hợp.
Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Do đó, có sự phức tạp riêng mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi thêm để xem lần này ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý các vấn đề này ra sao và liệu có thể tạo ra được một tiền lệ nào đó cho các lần đại hội lần sau hay không. Còn về đường lối của Đảng, về cách làm, tôi cho rằng người ta vẫn làm như lâu nay thôi, tức là xác định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược thông qua quy trình và biên soạn các văn kiện đại hội Đảng, rồi đưa ra cho các nhân dân, cán bộ, đảng viên đóng góp. Do vậy, về cơ bản, cách thức làm việc vẫn như các nhiệm kỳ trước. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đã nói như vậy từ Singapore. Cũng hôm 14 tháng 12, khi đưa tin về Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tờ báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phát biểu khai mạc tại hội nghị dự kiến diễn ra 7 ngày và thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Và Trung ương tiếp tục sẽ thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo các văn kiện chỉnh Đại hội 13 của Đảng, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, thảo luận cho ý kiến về tổ chức Đại hội 13 gồm thời gian, chương trình, nội dung đại hội, về dự thảo quy chế bầu cử, quy chế làm việc tại Đại hội 13. Tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay về một số nội dung chính của hội nghị như thế. Về nội dung liên quan đến chuẩn bị nhân sự cấp cao cho Đại hội 13, tờ báo Nhân dân cũng cho hay thêm như sau. Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả về chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm. Trung ương sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự cho Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội 13 của Đảng và sự phát triển của đất nước trong các giai đoạn mới. Tờ báo Nhân dân đã đưa tin như thế. Còn hãng tin Reuters từ Hà Nội trong một bài viết đưa tin về hội nghị 14 cùng ngày 14 tháng 12 với tác giả James Paxson thì viết như sau. Vào lúc Đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam bắt đầu cuộc họp kéo dài một tuần vào thứ Hai, các cuộc thảo luận đã được tăng cường về lãnh đạo cao nhất sẽ xuất hiện và thiết lập quan điểm cho 5 năm tới ở quốc gia Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng này. Một tuyên bố của chính phủ cho biết hội nghị toàn thể mới nhất sẽ bao gồm thảo luận về các văn kiện nhân sự, một cách nói uyển ngữ để quyết định ai sẽ nắm giữ các chức vụ quan trọng nhất, sẽ chính thức được chỉ định tại Đại hội Đảng Cộng sản vào tháng Giêng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Đại hội sẽ định hình chính sách sau 5 năm kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người theo tư tưởng ý thế hệ Đảng, nổi lên dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng sau khi loại bỏ một cựu lãnh đạo có quan hệ chặt chẽ hơn với doanh nghiệp. Tác giả Jabez Passion còn vắn lược được một số danh sách những chính trị gia được coi là ứng viên khả dĩ cho các vị trí lãnh đạo cấp cao, trong đó có các tên tuổi như ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, ông Nguyễn Xuân Phúc, 66 tuổi, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 66 tuổi, ông Trần Quốc Vượng, 67 tuổi, ông Tô Lâm, 63 tuổi, Ngô Xuân Lịch, 66 tuổi, Phạm Minh Chính, 62 tuổi, Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh và Vương Đình Huệ. Về nhà lãnh đạo Đảng, Nguyễn Phú Trọng bài viết nêu trên hãng tin Anh bình luận tiếp như sau. Riêng bản thân ông Nguyễn Phú Trọng, một trong những chính trị gia hàng đầu và quyền lực nhất Việt Nam trong nhiều thập kỷ có lẽ vẫn giữ một vai trò quan trọng, nhưng các câu hỏi đã đặt ra về sức khỏe của nhân vật 76 tuổi này khi ông tỏ ra yếu ớt tại các sự kiện trong những tháng gần đây. Một số nhân vật nổi tiếng nhất từng được công bố trong cuộc trấn áp chống tham nhũng của ông Nguyễn Trọng là đồng minh, cựu thủ tướng khóa trước, và hầu hết các nhà phân tích dự đoán cuộc đàn áp sẽ tiếp tục sau đại hội. Về thủ tướng đương kim của Việt Nam, tác giả James Paxson trên Reuters viết như sau. Một câu hỏi khác xoay quanh số phận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người có thể đấu tranh cho nhiệm kỳ thứ hai hay tìm cách thăng tiến trong hàng ngũ của Đảng. Người đàn ông 66 tuổi này đã đại diện cho Hà Nội trên trường thế giới với tư cách là gương mặt đại diện cho nhiều thỏa thuận thương mại của Việt Nam và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong khu vực với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN trong năm nay. Là một người thân thiện với doanh nghiệp, ông Phúc đã nâng cao uy tín kinh tế của mình bằng cách giữ cho Việt Nam
tiếp tục đạt mức tăng trưởng GDP 2% cho đến 3% trong năm nay, bất chấp những tác động thảm khốc của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu. Ông Phúc đã được đề nghị là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ lãnh đạo đảng, nhưng các ứng cử viên khác có quan hệ chặt chẽ hơn với ông Trọng và Bộ An ninh, quân đội, quyền lực của ông Việt Nam cũng sẽ vận động hành lang cho vị trí này. Hãng tin Anh bình luận thêm vào hôm 14 tháng 12 như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020 với bản tin Hội nghị Trung ương 14 vẫn còn chờ trường hợp đặc biệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.